Đến đầu tháng 5, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã giải quyết 96 hồ sơ của các tổ chức cá nhân đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quyết định số 01 ngày 31 tháng 3 năm 2023 của chính phủ. 96 hồ sơ giải quyết xong đã giúp các tổ chức cá nhân giảm được hơn 5 tỷ 385 triệu đồng. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng hoàn thiện 2 hồ sơ miễn giảm tiền thuế đất cho 2 đơn vị theo quy định làm việc với tri cục thuế khu vực Lào Cai Mường Khương, Bát Sát, thống nhất các biện pháp triển khai về đôn đốc các doanh nghiệp nộp tiền thuê đất tại các khu công nghiệp, đặc biệt là nợ chuyển tiếp từ năm 2022 sang với tổng số tiền 12 tỷ đồng, ban hành 16 thông báo nộp tiền thuê đất và 12 đơn giá thuê đất với các đơn vị doanh nghiệp và hộ gia đình cá nhân trong phạm vi được giao quản lý.